Cái cấu trúc cơ thể là cái cổ nè, cái thân này, cái đầu nó hòa là một đúng không? Cái đấy Rồi hai cái tay như hai cái que củi đúng không? Xong rồi tự nhiên hai cái bàn tay nó lộ ra giống như hai cái cành cua không? Để chính xác là một con cua. Đu 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 ok đu 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 à đu bố đó đu chặt tên em, chặt tên em để đánh nhau mày. Ôi à khoan khoan khoan, oh shit oh shit, Ok cái đó Why? ơi xỉu hết hai thằng ơi. Thế sao? Xỉu ngồi chờ cho nó hết xỉu mày đi. À, bữa tao mới nói mấy con bích bên bích AK tật tật gì vậy, xong giờ tao tạo nhân vật nhìn nó tật tật gì vậy thiệt luôn. Ừ, sẽ nhặt 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 bụi không được ta, nhặt ui bụi tiền nhặt nhặt cáo mà. Rồi nè đứng đứng dưới cái bụi này xong nhặt nó giống người tiền sử chưa, này giống vườn cổ. Mày vừa có thì cậu mọc mọc thêm tí lông à, đúng rồi cởi quần ra mọc thêm tí lông nữa được. Ê Hoàng, hôm nay em mới học mấy cái sử thi, em mới đọc được mấy cái sử thi Hy Lạp. Hy Lạp à? Ờ, đọc gì, đọc gì kể nghe chơi. Đọc cái vụ mấy thằng Titan, không ông lớp ông Cronos bị nói chung là ổng lật đổ ông cha ổng để đi cai quản cái vùng đất Hy Lạp, xong mà ổng bị ổng đức tiên tri là thằng con ổng sẽ lật đổ ổng, xong nó là thằng con nào mà ổng để ra là ổng nuốt hết, ổng nuốt vô bụng nghĩa đen á, xong rồi là bị là bây giờ bà giấu một đứa con đi, đứa ok đứa con đó là ai không? Z ờ đúng rồi, xong mai sau lớn Z nó về nó bắt hôm đó nó làm cái nào mà ông đâm nhẹ hết anh chị em ra, chứ bên đó là bên thần đánh với lại mấy thằng Titan. Titan không phải giống trong Attack on Titan đâu em, mấy Titan này quyền lực lắm. Titan ghê nó Coi thì thần. Đây con Titan nè, đó qua đây ta cho mấy con không, Titan. Con Titan này thì không quyền năng bằng nhưng mà nó đủ đánh mình chết. Không được. Vô mình qua mình sờ nhẹ bờ bờ háng nó một cái xong mình chạy. Sao tự Thu. nhiên càng ngày ta càng nói chuyện biến thái kia chứ gì. À, không phải giới chơi với em nha bạn. Má con mà là đi nó cứ run run khó chịu quá. Dí đâu Ê, thì được phi giáo với mà. người Dí có sao đâu. không? Có, để chút, khoan, từ từ, tao chạy xong rồi hay phi. Ok. Ok, cậu phi được rồi đó, tao chạy xong rồi. Thôi không, em không phi đâu. Đi nè, tao sẽ nghiêm túc một chút. Ê, ê có cá bị ra nha, ui, cùng người nó fuck. Cá bị ra nha. Gì diễn ra? Ê, coi chừng nó cắn chết á, nè, cá cho bé hơi chiến á. Đó. Để phải như cá bên kia đâu. Nào. Nó bên kia con Raptor anh em qua chơi đó. Ok. Chính mẹ Hoàng ơi, em ngất rồi. Từ 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 đây đây Mày đây đây, tao cứu cho, lột quần ra Mày tao cứu cho. Ở ra. Đâu. Cầu cầu cầu. Đây đây đây. Cho hết. À, có lương y ở đây thoải mái. Mẹ ăn trúng quả màu đen à, khó chịu quá luôn. Mà đen bây giờ nếu mà màu đen thì chỉ còn tao vô tao đút cho mày ăn mấy quả màu trắng. Ok. Đâu. Ủa, đi lột, lột hồi nào ấy. Về cái quân đây. Rồi, coi là trong inventory thôi, nhưng ta đâu có lấy đâu. Ở đây, 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 không, ở đây, đây rồi. Thịt Ơ đó, thịt đó. Ơ Ơ, thịt đó. Cái dính của em nó rồi. Cái gì? Lại phải là, ok. Metal là cái gì vậy? Sắt hả? Sắt. Kim loại, sau này mới Làm dùng được, bây giờ chưa dùng được không? Ca ca ca, ca 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 ca. Cái gì, cái gì? Đi thức, đi thức đi. Ui đi 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 mà đúng dựng cổ có khác mẹ mới 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 làm nghi thức cái trời mưa luôn à ai á mẹ nghi thức xịn á ok nhưng trời mưa nó nướng lâu hơn đúng không ta ok đó à, ấm chưa ừ rồi ấm á hay á tao sắp chín rồi gọi đây ok anh biết kiểu mấy cái đạn mà kiểu giống kiểu giết đồng đội để mình dành đồ ăn không không ít cỏi tao có súng không mày em đang cầm một dao sắp phi vô người đây rồi chịu thôi mấy game này chịu, chơi game này mới đầu chịu phết nhưng lúc sau thì chưa biết ok thì còn này nó nhìn cái cười đánh nó cái gì rồi chia cho miếng đấy mày chia cho miếng kẻ này oh shit đó đó gì cho miếng cây chính á ok ta chia cho mày trái đen nè là ai không mày khét đéo ma túy đi 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 vô vô rừng vô rừng thám hiểm đồ đồ quay vô đây đồ đồ à đồ 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 nó đi đâu đây nó đi nè kêu anh à ok con đồ đồ đi hơi chậm nè ê con đồ đồ rồi xong trời đồ 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 ốc chó đâu nó đâu rồi nè đây nè ok nè kẹt đâu dưới đây nè đó
lên cầm đi theo. dẫn đường game đây để ánh sáng của Prometheus dẫn đường cho mày. Ô cái thằng đó nhìn nó em đang cầm con đô đô con gà xuống đi chạy lên đó. Free Fire mày rồi mày Free Fire mày rồi mày mày từ từ để bắn lại đó đi cú nó đô đô mình chiến quá em gần chết rồi ấy giết sẹo cứu em lên cầm đuốc tao lên cầm từ má chạy đuốc mà hư một cái là tối thui ra để thấy gì hết. Giết đi em sắp chết rồi mày ơi cứu em. Tôi chết rồi. Rồi giết, nó chết rồi. Ăn thịt cho ăn thịt. Cái con đúng một giòn luôn nè, đâu mà à, trời tối quá, đâu mà mày rồi cầm đúc, ê phát rồi. Mẹ Dodo, ở đây đâu phải Dodo. Chó chết. Gì mày. Chẳng á. Mày xác Dodo hình như bị ăn rồi, à, đây là. Mấy nãy Dodo nó hơi bị chiến không, nó xong phe nó cứu luôn rồi, đi về. Chẳng xác nha. Ừ, hồi chặt đi coi như là mẹ tao nghe tiếng gì thôi rút lẹ đồ đồ nè chặt rồi không con đồ đồ nè con đồ đồ mới kìa bà